Sau nhiều ngày chờ đợi, lễ trao giải MS Asian Music Award MAMA 2020 đã chính thức diễn ra vào lúc 16 giờ giờ địa phương. Vì ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên cũng giống như nhiều lễ trao giải khác, MAMA 2020 đã được tổ chức dưới hình thức phát trực tuyến và không có sự góp mặt của khán giả. Trong đó, một số nghệ sĩ đã xác nhận tham gia chương trình trước đó như BTS, NCT, TY, Seventeen, IZONE, BUNA, Jisoo, chị đại Jessie, nữ ca sĩ Wasa đều được người hâm mộ vô cùng ngóng chờ. Ngoài những phần trình diễn và trao giải dành cho các nghệ sĩ đình đám K-pop, thì giải thưởng Best Asian Artist Việt Nam, nghệ sĩ châu Á xuất sắc nhất khu vực Việt Nam cũng được các fan quan tâm hơn cả. Năm nay, Việt Nam có 3 đại diện vinh dự đem về cúp vàng MAMA là Binzy, AMI và biên đạo Quang Đăng. Cụ thể, Binzy chiến thắng giải Best Asian Artist Việt Nam, nghệ sĩ châu Á xuất sắc nhất tại Việt Nam, và AMI được xướng tên trên hạng mục Best New Asian Artist Việt Nam, nghệ sĩ mới xuất sắc nhất tại Việt Nam. Trên các diễn đàn âm nhạc, cộng đồng mạng Việt Nam dành nhiều lời chúc mừng đến hai giọng ca nổi tiếng và đánh giá bộ đôi hoàn toàn xứng đáng với giải thưởng này. Tại MAMA 2020, AMI được giới thiệu là tân binh sở hữu bản hit The Bird, Anh Nhà Ở Đâu Thế, cán mốc 100 triệu lượt xem trên YouTube. Trong video gửi lời cảm ơn, AMI diện trang phục cách điệu từ trang phục truyền thống của Việt Nam. Cô này sử dụng tiếng Anh gửi lời cảm ơn đến người hâm mộ với thông điệp: bởi vì tình yêu dạy AMI cách trân quý khán giả, âm nhạc, hiện tại và chính bản thân AMI. Trong khi đó, Binzy xuất hiện trên clip nhận giải với phong cách khuôn ngầu. Chủ nhân hit Beat City Boy chia sẻ bằng tiếng Anh: tôi rất trân trọng giải thưởng này. Hồi cuối tháng 11, anh từng gây xôn xao khi lỡ khoe cúp MAMA 2020 trên trang cá nhân, nhưng đã nhanh chóng xóa. Dù vậy, dân mạng vẫn chụp lại được khoảnh khắc trượt tay của rapper 32 tuổi và bàn luận sôi nổi. Năm 2020 là một năm nhiều cột mốc ấn tượng của cả Binzy và AMI. Binzy gây sốt với bản hit 021, Traitor và đặc biệt là Beat City Boy. Ngoài ra, anh còn nhận được nhiều sự quan tâm khi làm giám khảo chương trình Rap Việt Ăn Khách. Binzy được nhiều người nhận xét là một trong những rapper đi tiên phong trong làng hip hop hiện đại Việt Nam. Còn AMI với sản phẩm Trời Giấu Trời Mang Đi và Sao Anh Chưa Về Nhà nhanh chóng leo lên top 1 trending YouTube chỉ sau vài giờ ra mắt. Album phòng thu đầu tay Real Army của cô cũng nhận được rất nhiều lời khen ngợi và bình luận tích cực từ giới chuyên môn và khán giả, ra mắt ở vị trí đầu tiên của bảng xếp hạng iTunes và Apple Music Việt Nam. Quang Đăng là cái tên gây bất ngờ nhất khi được vinh danh với chiếc cúp Best Rapper of the Year, biên đạo xuất sắc nhất cho vũ đạo trong ca khúc Love Notes của Binzy và Ai Cần Ai của Bảo Anh. Được biết, đây là năm đầu tiên MAMA có hạng mục này và Quang Đăng đã được xướng tên khiến người hâm mộ Việt Nam vô cùng tự hào. Trong năm 2020, với thành công của vũ điệu Rửa Tay, cái tên Quang Đăng đã nổi khắp toàn cầu, trở thành một trong những gương mặt trẻ truyền cảm hứng. Việc nhận giải MAMA là một sự công nhận đáng xứng đáng cho Quang Đăng trong năm nay. Chia sẻ về niềm vui này, Nam Vũ Công cho biết, Đăng thật sự vô cùng bất ngờ khi được thông báo rằng mình nhận giải MAMA với hạng mục Best Rapper of the Year. Đây là giải thưởng lớn và vinh dự nhất Đăng từng nhận được trong suốt quá trình làm nghề của mình, khiến Đăng cảm thấy xúc động khi cầm chiếc cúp trên tay. Cảm ơn Mnet, cảm ơn khán giả đã luôn yêu thương và ủng hộ Quang Đăng. Cảm ơn team Blyden đã luôn bên cạnh Đăng để cùng nhau tạo nên những thành quả đẹp như thế này. Trước đó, vào ngày 23 tháng 11, Binzy bất ngờ đăng tải hình ảnh cầm trong tay chiếc cúp MAMA 2020 với dòng chữ Nghệ sĩ xuất sắc tại Việt Nam Binzy lên Instagram. Sau đó, anh đã xóa ảnh, nhưng thông tin này vẫn được lan truyền. Việc Binzy nhận giải MAMA 2020, giải thưởng thường niên quan trọng được trao cho những nghệ sĩ đạt được những thành tựu lớn của Hàn Quốc, đã khiến cộng đồng mạng rần rần ngay giữa khuya. Đa số đều bày tỏ sự tự hào khi một nghệ sĩ Việt Nam xuất sắc nhận được giải thưởng lớn ở đấu trường khu vực. Ngược lại, những ý kiến khác lại cho rằng đây là hành động thiếu chuyên nghiệp của một nghệ sĩ lớn. Dù từng gây tranh cãi về việc lỡ tay khoe cúp khi lễ trao giải còn chưa công bố, nhưng không thể phủ nhận Binzy đang là một trong nghệ sĩ đình đám nhất của showbiz Việt ở thời điểm hiện tại. Những sản phẩm mà anh cho ra mắt trong thời gian qua đều thu hút sự quan tâm lớn của đông đảo khán giả, và nếu nói không qua, tất cả đều nhanh chóng trở thành hit khi chỉ lên sóng không lâu. Với giải thưởng danh giá MAMA 2020, giải thưởng mà lần đầu tiên một rapper tại Việt Nam nhận được chắc chắn sẽ là một động lực lớn để Binzy tiếp tục cống hiến những sản phẩm chất lượng trong thời gian tới. Cùng với Seoul Music Award, Golden Disc Award và Melon Music Award, MS Asian Music Award MAMA có thể nói là một trong 4 giải thưởng thường niên quan trọng được trao cho những nghệ sĩ đạt được những thành tựu lớn của Hàn Quốc. Trong 7 năm trở lại đây, Việt Nam luôn có những đại diện vinh dự được xướng tên tại sự kiện này như Mỹ Tâm, Thu Minh, Hồ Quỳnh Hương, Đông Nhi, Phúc Bồ, Nguyễn Phước Thịnh, Sơn Tùng NTB, Tóc Tiên, Hương Tràm, Orange, Hoàng Thị Linh.
Và mới đây nhất, thành công của Binz, Ami và biên đạo nhảy Quang Đăng đã khiến fan hâm mộ Việt không khỏi tự hào về thần tượng của mình. Vậy còn bạn, bạn nghĩ sao về giải thưởng danh giá này? Hãy bình luận ý kiến của bạn cho chúng tôi biết nhé. Tuổi Trẻ Việt TV xin cảm ơn và trân trọng với sự góp ý của bạn.